toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu nét cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 189, Hải Lạp bị Mạc Phẩm đánh yếu đi, xong sau đó nhờ vào những con côn trùng được ăn no. Lần này vì được thưởng thức người sống cho nên càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đám côn trùng hợp lại thành những mũi nhọn, trông giống như những cái sừng to lớn. Trong thoáng chốc, thân hình của hài Lạp cũng trở nên to lớn hơn, đập vào Mạc Phàm làm cả không gian rung lên. Sừng màu đen muốn chạm vào trời, khi nó đụng vào thì Mạc Phàm có thể cảm thấy được nguồn sức mạnh to lớn, như thể là hàng ngàn sinh vật có sừng màu đen lao về phía mình cùng một lúc, hắn dùng ý niệm để tạo ra phòng ngự, nhưng bị sừng đen đánh nát ngay lập tức, sau đó là bị đánh liên tục như con đẻ những cái sừng đen không cho mặc phàm có cơ hội tránh né cũng như trốn thoát nào hắn đã phun ra máu không có cách nào đỡ được những lần tấn công như muốn phá vỡ kết giới của hải lạp nhìn thấy những vết thương đang chảy máu của mặc phàm làm tâm hạ càng rơi nước mắt hải lạp thì dựa vào trùng bất tử để khôi phục cũng như tăng thêm sức lực còn mặc phàm thì xuất hiện ngày càng nhiều vết thương sức mạnh cũng theo đó mà giảm xuống tâm hạ sợ mặc phàm bị hải lạp giết nếu như thế thì sống còn có ý nghĩa gì nữa cô ấy muốn thoát khỏi những viên đá hữu tội này thần hồn Parthenon ngay sau lưng cô ấy cũng đang dần thức tỉnh, hào quang hồ phách màu lam khẽ đung đưa, theo ý chí của cô mà bắn vào những viên đá hữu tội này. Cô không muốn mình là một gánh nặng, nếu cứ mãi ở đây thì Mạc Phàm sẽ bị hài lạp giết mất. Vết máu loang lổ khắp toàn thân, Mạc Phàm như một tờ giấy mỏng rơi xuống dưới, cố gắng đứng thẳng người nhìn những côn trùng hắc ám đang bu đầy xung quanh. Ác ma hệ đã cho hắn một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Nhưng Hải Lạp là một sinh vật tồn tại vượt qua cấp quân chủ, nếu như năm đó Văn Thái không làm nó trọng thương, thì kể cả có ác ma cùng đồ đằng huyền xà thì vẫn không phải là đối thủ. Sau khi được thưởng thức mùi vị, hài lạp còn cho những đám côn trùng bất tử về phía kết giới an toàn. Ở kết giới có quá nhiều khí tức của người sống, nếu được ăn hết thì hài lạp cảm thấy nó sẽ về trạng thái như lúc trước, dù cho là sinh vật cấp quân chủ nào đó đứng trước mặt nó, chắc chắn cũng không chịu nổi một đòn. Tuy hài lạp không thể nào giết được mạc phàm trong thời gian ngắn, nhưng nó cũng không vội. Côn trùng bất tử bay dày đặc trên thành phố, bay đến những nơi không có bảo vệ, với người bình thường thì những con côn trùng bất tử này là một thứ nguy hiểm, một khi nó mà bay qua thì có thể ăn 100 người trong một nốt nhạc. Mấy người, mấy người triệu hoán ra một con ác quỷ rồi, đã có người tức giận chửi bới. Mau dừng hắc ám thánh tài lại, nếu không thành phố này sẽ trở nên hoang tàn. Sinh linh lầm than, một đại hiền giả tức giận nói. Hài Lạp là một sinh vật độc ác đến từ trong bóng tối, là đại diện của cái chết. Thánh tài viện mở ra hắc ám thánh tài mà không để ý đến sống chết của người dân. Điều này làm nhiều người tức giận, không cần phải nói tới hiện tại, Hải Lạp đã trở nên tham lam và hướng đến thần sơn cùng thành phố. Phải ngăn nó lại, không cho nó tiếp tục giết thêm một ai nữa. Thành Athens không chịu nổi sức tàn phá của hai sinh vật cấp quân chủ, pháp trường hắc ám cũng không ngăn được của sức mạnh của hai sinh vật này. Uông, đồ đằng huyền xà truyền đến bên ngoài pháp trường hắc ám, thi triển ra lĩnh vực xương độc của mình. Những con côn trùng bất tử đang bay, đụng vào xương độc của đồ đằng huyền xà thì chết ngay lập tức, thì nhau rơi xuống. Những con côn trùng bất tử đang muốn bay về phía có người sống, lực lượng vũ trang của thần miếu không ngăn cản được hết, phải đến khi đồ đằng huyền xà thi triển ra lĩnh vực xương độc, mới ngăn cản được hoàn toàn để cho hài lạp mất đi nguồn cung cấp sức mạnh. Đồ đằng huyền xà hung tàn nhưng nó cũng không lạm sát kẻ vô tội, thậm chí nhiều lúc nó còn hạ thủ lưu tình với người tấn công nó. Đây cũng là lý do vì sao nó chấp nhận bị thương, nếu mà nó không nhân nhượng ngay từ đầu, thì những lực lượng vũ trang cũng đừng hòng làm gì được nó. Những người của thần miếu thấy đồ đằng huyền xà làm thế, lúc này mới thở nhẹ nhõm một hơi. Côn trùng bất tử chết hết làm hài lạp vô cùng tức giận, nó đi tới lớp ngăn cách, giống như là muốn lao ra xé xác đồ đằng huyền xà. Đồ đằng huyền xà không sợ hãi, nó hướng về phía hài lạp giống lên một tiếng, hai sinh vật to lớn rằng có với nhau, để mạc phàm có chút thời gian nghỉ ngơi, do có thể chất ác ma cho nên tốc độ hồi phục vô cùng nhanh chóng. Đồ đằng huyền xà không vào được pháp trường hắc ám, hài lạp cũng không thể bước ra ngoài, chỉ có côn trùng bất tử mới có thể ra khỏi đó được. Không có côn trùng bất tử để thu thập năng lượng hải lạp không có cách nào che đi vết thương tăng thêm sức mạnh mạc phàm lại chuyển đổi từ hồn ảnh viêm cơ nữ vương về hồn ảnh sói địa ngục khi hồn ảnh sói địa ngục vừa xuất hiện thì pháp trường hắc ám nồng đậm khí tức ám ảnh á hú hồn sói chu một tiếng bay ra tán loạn từ chỗ mạc phàm bay đến chỗ hải lạp để tấn công vuốt sói sắc bén cào trên thân hải lạp từng vết thương hiện ra trên thân có nước màu đen không ngừng chảy ra hải lạp tức tối hung hăng đánh một quyền về phía của mạc phàm nhưng mạc phàm cũng đã có chuẩn bị hắn gọi ra rất nhiều bóng sói, những bóng sói từ thân mạc phàm nhảy ra xếp thành một chi đội bóng sói khổng lồ huyết ảnh ác tập, chúng tập hợp thành đàn đỡ lấy đòn đánh của Hải Lạp, sau đó thì nhanh chóng quấn lấy cánh tay của nó, điên cuồng cắn xé và chạm với móng vuốt của Hải Lạp. Đều là sức mạnh hắc ám, lúc đụng vào nhau thì không thấy gì, Mạc Phàm dùng tốc độ nhanh chóng của mình xuyên qua, lợi dụng móng của Hải Lạp bay lên, dùng ma lực của ác ma tập trung vào chân rồi quét ngang eo Hải Lạp. Mạc Phàm hiểu ra thân thể của Hải Lạp được tạo nên từ các loài sâu bọ khác nhau, nên chỉ cần có những con côn trùng bị chết có nghĩa là Hải Lạp đang suy vong. Thân thể của Hải Lạp chảy máu đen không ngừng, có thể thấy trên thân thể nó rất nhiều từ trùng, mỗi khi đám côn trùng này rơi xuống thì mang ý nghĩa sinh mệnh của nó trôi qua một phần. Sinh mệnh của Hải Lạp là từ vô số loại côn trùng, những côn trùng bất tử chết trước đó đã tạo thành một vết thương rất lớn, hiện tại cơ thể thì bị Mạc Phàm mở rộng, chiến đấu với Mạc Phàm thì vết thương ngày càng tăng lên hải lạp nhìn mạc phàm rồi phóng tới chỗ tâm hạ khi nó chạy thì xuất hiện một ao màu đen chính là thứ mà nó đã dùng để tới đây hải lạp biết đánh nhau cùng mạc phàm không có ý nghĩa nào chi bằng tóm nhanh cống phẩm rồi chạy về địa ngục mạc phàm cũng bị thương thấy hải lạp liều lĩnh chạy đến chỗ tâm hạ thì biết ngay nó là loại xảo trá vô cùng trong lòng cảm thấy bất an vội vàng chạy hết cỡ đến chỗ tâm hạ nhưng hắn ta đã chậm một bước bàn tay hải lạp rất nhanh chụp lấy tâm hạ trong tích tắc cô gái bé nhỏ đã nằm gọn trong lòng bàn tay của con quái vật to lớn này phạm vi của ao đen càng lúc càng lớn Hải lạp sau khi bắt được tâm hạ vội chìm dần xuống cái ao này cái ao này thông đến một vị diện khác tốc độ chìm xuống rất nhanh chẳng mấy chốc mà đã chìm được một nửa thân thể xuống rồi tâm hạ thấy mình đang chuẩn bị cùng con quái vật này xuống địa ngục thì gào thét sợ hãi tột cùng gọi mặc phàm tiếng gọi như vang khắp thần sơn ai nghe thấy cũng đau lòng Hải lạp xoay người lại cứ như đang cười nhạo mặc phàm nó không cần phải đánh nhau sống chết với mặc phàm làm gì nó chỉ cần cống phẩm thơm ngon này mà đem được cống phẩm vào địa ngục thì chẳng phải nó muốn làm gì thì làm sao. Mạc Phàm hơi nổi điên rồi, ai biết được Hải Lạp lại hèn hạ như vậy. Sinh vật càng cao thì càng không cho phép ai tới khiêu khích nó. Hải Lạp được xưng là tử thần của Hy Lạp, ai mà khiêu khích thì nó không tha đến khi giết chết mới phải. Sao nó lại sợ Mạc Phàm, mang theo cống phẩm rồi chạy, từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Hải Lạp vô liêm sỉ cách một khoảng rất xa so với tâm hạ, cho dù Mạc Phàm chiến đấu với Hải Lạp thì vẫn có thể bảo vệ được cô ấy nhưng hải lạp lại mở ra ao đen kéo tâm hạ vào địa ngục cùng với nó vũng ao đen không ngừng bao phủ lấy tâm hạ chỉ còn lại phần cổ phần còn lại đã bị kéo đến địa ngục hải lạp biết mạc phàm nhất định sẽ đến cứu tâm hạ không ngần ngại để cho hắn đánh để hắn trơ mắt nhìn tâm hạ bị kéo vào trong địa ngục hắc ám lo 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 em thanh của hải lạp nghe thì uy nghiêm nhưng đối với mạc phàm thì lại gian trá vô cùng nó thấy tâm hạ đã bị kéo vào địa ngục thế là nó cũng chui vào một cách nhanh chóng mạc phàm đã rất vất vả để chiến đấu với con quái vật này muốn ngăn nó chạy trốn mà lại không có khả năng nhìn thấy tâm hạ bị kéo vào địa ngục hắc ám điều này khiến hắn tức điên lên dùng ảnh trào điên cuồng cào xé phần thân thể của hải lạp máu thịt văng lên tung tóe cuối cùng thì tâm hạ và hải lạp đã biến mất trong ao đen toàn bộ ao đen đang thu nhỏ lại đây là đường dẫn đến địa ngục nhìn ao đen ngày càng thu nhỏ làm trái tim mạc phàm trở nên trống rỗng thế giới này đã không còn hơi thở của tâm hạ không được nghe thấy tiếng em ấy gọi một tiếng anh mạc phàm lại không được lại gần để được ngửi mùi thơm nhè nhẹ từ người của em ấy không được nhìn thấy nụ cười ngây thơ ấy vẻ mặt hờn rỗi khi mình trêu đùa dưới ánh nắng chiều đỏ người mình yêu luôn ở bên cạnh mình làm bạn những tiếng cười những tiếng tim đập thình thịch nhất định không thể để cô ấy chìm vào sự đau khổ và bức bối vô tận anh sẽ không bao giờ rời xa em tuyệt đối không bao giờ rời xa em mạc phàm gào lên nhìn ao đen sắp biến mất mạc phàm nhảy vào mặc cho những bùn đen nước đen bao trùm lấy mình thả ra lỏng ra như chào thế giới này lần cuối mạc phàm mạc phàm trúc mông bàng lai hàn tịch Tống Khải Minh đều kinh ngạc khi nhìn Mạc Phàm nhảy vào ao đen dẫn đến địa ngục. Kết thúc video. Các bạn đang nghe chuyện toàn chức Pháp Sư trên kênh Triệu Gia. Chuyện được dịch bởi đặt Lê Viu. Triệu Gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện. Rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại trên kênh Triệu Gia.